À, cô chú anh chị có thể thấy ha à, em điền đã chưa giới thiệu tới cái bất động sản ha mà cô chú chị có thể thấy nè dân cư và đường xá ở đây là nhìn là thấy mê rồi ha à, nhà bự bự và nhà sáng sát không anh chị ơi xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo điện Mông Sản. Em là Điền đây. À, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Sương Mộc, huyện Sương Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và vị trí em Điền đang đứng đây thì dường như là nằm gần ngay trung tâm của xã Sương Mộc luôn ha. Chạy khoảng vài trăm mét thôi là mình có thể ra được chợ Sương Mộc và cũng như là trường các cấp và ủy ban xã, trạm y tế vân vân. Ở đó thì tập hợp dường như đầy đủ tất cả những tiện ích tiện nghi ha. À và hiện tại anh Điền đang có mặt ở đây là mặt trên mặt tiền đường nhựa nông thôn thôi anh chị ha đường nông thôn thôi nhưng mà cô chú chị có thể thấy nè đường nhựa mới trải rất là đẹp luôn ha à, nói chung là đường này mới trải đây trải lại nha hồi trước là đường nhựa rồi nhưng mà trải lại đây mới đây khoảng trong năm này thôi ha lót cái thảm nhựa mới đó và khu dân cư sang sát và mặt tiền này có thể kinh doanh được nha anh chị nha đó tất nhiên là đường xá mình là thông thương rồi đó chưa giới thiệu đất mà kế kế cái đất mình có một cái nhà biệt thự rất là đẹp ha nhìn không rồi thấy sướng đây đó à. và hướng trước mặt mình đây ha ra khoảng 100 mét thôi là mình à, gặp ngay cái đường à, à, quốc lộ 55 cũ cũng như là đường à, thông qua quốc lộ 56 đó, anh chị ha ra ngoài đây gặp đường đó và mình rẽ tay phải mình sẽ đi à, ở đi à, huyện Châu Đức và cũng như đi Phú Mỹ rồi anh chị ha còn rẽ tên tay phải À, tay trái nha hồi nãy là rải tay phải giờ lại bên tay trái ha là mình đi được uh, giao quốc lộ 55 và mình đi được uh, xã bình châu nè đi được bình thuận nè đó và đi được biển hồ cốc vân vân hả à. nói chung là vị trí mình đi xuống biển gần nhất là biển hồ tràm anh chị ha cách khoảng đâu đó là 15 km ha khoảng đâu đó là 15 km thôi là đi xuống biển hồ tràm đó à, nói chung là cái giao thông ở đây thì dường như là kiểu quy hoạch bằng cờ anh chị đường nó nó, nó thông thương hết tất cả ha đó, 100 m là ra ngoài đó rồi cô chú chị có thể thấy nè xa chạy nườm nượp ngoài đó ha nói chung mà từ Sài Gòn về đây thì về để mà từ Sài Gòn về cái uh, suối nước nóng Bình Châu cũng như là biển Bình Châu ha đa số là cô chú chị mình đi đường này ha bằng tuyến đường này đó đâm ra là giao thông thuận tiện rất là thuận tiện ha nói chung là từ Sài Gòn mà về đây thì khoảng đâu đó hai tiếng chưa tới đó, là tới đây rồi đó, thì vị trí mình thì cách đường chính vô có chút xíu là khoảng trăm mét thôi đó rồi và hướng ngược lại thì đường thông thương ha thì em điền cũng có nói đó à, bằng cờ ha đó rồi à, bây giờ em điền xin được phép giới thiệu tới cô chú chị mình một cái bông sản nằm ngay vị trí đây ha và có mặt tiền đường là đường nhựa và giáp với mặt tiền là 10 mét ha anh chị ha 10 mét và sâu là 51 mét và có sẵn 100 thổ cư đó và gia chủ mới gửi em Điền bán đây thôi thực sự là rất là kẹt nói chung là nguyên miếng nguyên miếng là 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 hai chục mét anh chị hai chục mét nhưng mà gia chủ mình cắt đôi ra để mà nhỏ tiền lại để mà giới thiệu tới cái người tiêu dùng dễ hơn anh chị ha thực sự mà hai chục mét bán thì tài chính nó cũng nhiều trong ra không phải ai cũng có cái tài chính lớn đó để mua ha để là gia chủ mình quyết định là cắt đôi ra và bán thì em điền cũng xin được nói giá luôn ha giá rau bán bất công sản này là 10 m sau 51 80 thuộc cư và đang bán là 1 tỷ 650 giá rất là rẻ luôn anh chị ha ranh thì từ đây anh chị ha đây ranh thì từ bên này qua đó qua bên này là 10 m và sau 51 đất mình là vuông vức anh chị ha à, mặt tiền được 10 m và hậu cũng được 10 m anh chị đó vuông vức nói chung là vị trí này thì vị trí gần trung tâm rồi đặc biệt phía sau nè phía sau đất mình thì giáp với lại trường mầm non á chị à, đặc biệt là vị trí này là là những người mà có bên đạo anh chị ha ai mà mà có theo cái bên đạo á thì gần đây ha đằng sau mình có một cái giáo sứ văn côi ha giáo sứ có tên là văn côi đó nói chung là nằm đằng sau mình thôi đi đường này ra ngã tư này mình rẽ tay trái đi khoảng mấy chục mét là ra tới cái đó rồi à, ra giáo sứ rồi ha và đặc biệt trong này nữa trong này có một cái vùng đất rất là linh thiêng anh chị ở đây người ta dựng người ta kêu là đồi đất mẹ anh chị ha nói chung là cái đồi đất mẹ đã có tiếng xưa giờ rồi nói chung là, là vùng đất rất là linh thiêng anh chị ha đó nói chung là những người bình thường cũng ở vẫn không vấn đề gì nhưng mà những người bên đạo thì ở chỗ này rất là là được đức mẹ cha chở ở đây nha một tỷ sáu năm mươi ha đó và đất thì nói chung là trước mặt thì nằm che khuất được cái 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 rào nó che khuất mình rồi mình không có thể nào mà nhìn vào trong được nhưng mà hồi nãy em điền có bay lấy cam thì phía trong thì em điền thấy à, trong đất có một uh, cây sầu riêng à, cũng có nhiều năm tuổi rồi và vườn à, vẫn cầu na vậy ha nói chung là ở trong đất đang là trồng cây à, trồng cây ăn trái không phải là đất trống nha đó nằm khu dân cư rất là sầm uất lên anh chị. Đừng ít thì nghi thì ra một chút xíu thôi là ra tới rồi. Đó. Và à, từ vị trí này mà ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu khoảng đâu đó là 9 km đó chị ha. Đó. Ra ngoài đường kia thì mình đi đâu cũng được anh chị. Đó. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền và em Điền cũng xin được uh, dừng video tại dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip tuần sau. Xin chào.